Hello mọi người. Chào tất cả mọi người trở lại kênh Hiếu Gia Vlog. Nắng quá mọi người cho nên là hôm nay kiểm tra được cái gì? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 27 bộ máy lạnh. Ghê mọi người. 27 bộ máy lạnh với các chức năng là full option hay là full topping nha mọi người. Đó là là chế độ bù ẩm, khử khuẩn rồi khử mùi rồi tự động vệ sinh. Rồi lấy gió ở từ ở ngoài thiên nhiên vô hay là gọi lấy gió sống thì xài rất là ngon máy lạnh nhật thì mọi người biết rồi cực kỳ cực kỳ ngon ha à, hôm trước cũng một cái clip có một cái máy lạnh thì mình giới thiệu các công năng lại các uh, hữu dụng của cái máy lạnh thì thấy ông kia ông comment là uh, những cái công nghệ đó ai kiểm chứng ai kiểm định mọi người Thiệt nhiều khi chán ghê <laughs> thôi thà anh không nói thì không ai biết là anh ngu hết trơn anh nói gì cho nó mệt khổ ghê không lẽ bây giờ ủa thì chức năng máy lạnh ở trong cái catalog người ta ghi sao thì có như vậy có là cả một đội ngũ kỹ sư người ta thiết kế và người ta làm ra một những cái công nghệ của cái máy lạnh ở trong đây thì có sao mình nói vậy chứ tự nhiên ông thấy comment thấy quá trời người chửi ông cho nó luôn mà thôi kệ lâu lâu chửi chửi gì mới vui mọi người chứ còn để mà cứng ngắc quá thì cũng khó hen <laughs> Hôm nay về thì có những con anh em nào phòng nhỏ nào thì lắp máy nhỏ Thí dụ như có một ngựa, một ngựa rưỡi hay là một ngựa bảy lăm Còn anh em nào phòng lớn, phòng ngủ lớn thì dù là lắp hai ngựa, hai ngựa bảy lăm, ba ngựa Có duy nhất một con là bốn ngựa để anh em lắp phòng khách hay gọi bốn HB Thì ở trong miền Nam mình hay gọi là HB hay gọi là ngựa Ngựa, ngựa Đó là anh em ở trong miền Nam gọi ở ngoài Bắc hay gọi là một một ngựa trong miền Nam là, là bằng 9.000 BTU Ví dụ là hai ngựa hay là 2 HP thì 18.000 BTU đó Tất cả những cái máy lạnh mình đem về là đều full chức năng mọi người Đã bán hàng cho đem xài là phải bán hàng full chức năng Chứ còn không có kiểu mà bán mà a vài ba triệu Không, thà mình không bán Đồng ý một cái máy lạnh thì không lời như Vài trăm nghìn cho tới một triệu mọi người Thì phải trừ chi phí nè ờ, đóng hàng quá quấn hàng rồi gửi đi lỡ trường hợp nó hư rồi uh, sự cố các kiểu đem về phải vệ sinh rồi phải kiểm tra rồi nhốt ra rồi lại nữa đó là một chuyện nữa cho nên là thật sự thì máy lạnh thiếu lựa thì ví dụ nguyên một công là nó 750 con máy lạnh thì thường thường đó là mình sẽ lựa ra tầm khoảng cỡ mười mấy hai ba chục con là nhiều nhất giống một lô này là đẹp nhất ở mọi người là 750 con máy lạnh thì mình lựa được hai mấy con thì thật ra cái lô này hôm trước là hiểu có nói với mọi người rồi á mà nhưng phải để kiểm tra nè uh, vệ sinh lại rồi chạy thử rồi test ok các kiểu rồi mới nhốt ra lại thì mới đóng hàng thì mới gửi về cho mọi người chứ không phải cứ máy lạnh mà từ nhật về rồi xong là cứ bán là giao cho anh em đâu để làm một bộ máy lạnh thì để mà sạch sẽ đẹp giống như mới và những cái công năng sử dụng y như lúc zin đó mọi người cũng khá là chật vật khá là khó ha thì hôm nay có được đâu bốn ba bốn con gì là một ngựa bảy mươi với lại một ngựa rưỡi á thì mình có tặng luôn cục biến cho anh em xài luôn cho nó tiện để nhiều khi anh em đi về quê mua cục biến hơi khó thì bây giờ mình sẽ đi sơ lược đi ha. Chứ còn công năng của cái máy cái lạnh Nhật thì mọi người biết rồi. Thì anh em giống như bị viêm họng, viêm mũi, viêm xoan hay là bị khô dai gì đó, ngủ thì ok. Cực kỳ tốt. Và anh em hỗ trợ anh em mà nhất là những người mà bị về hệ hô hấp á thì rất là tốt nha. Thì mình chỉ nói sơ vậy thôi còn em muốn hiểu được thì phải lên google để mà anh em câu chứ còn để mà nhiều khi mình nói thì anh em không tin được giống như cái ông kia vậy á Thì uh, riêng máy lạnh nhật thì người ta xài rất là nhiều năm xài rồi thì người ta mới hiểu Chứ không phải bảo mọi người cứ nói là ờ, một cái máy lạnh cũ mà cái giá thành nó mười mấy triệu hai mươi triệu Không phải mọi người đó là một cái công nghệ trong đó và khi mà mọi người đang bây giờ làm ra có tiền mọi người mua được một cái máy lạnh ngủ và tốt sức khỏe như vậy hỗ trợ sức khỏe như vậy mà khi mọi người mà bị bệnh rồi á kiếm không có được không có được tiền nữa đâu ha cho nên là mình phải cái gì cũng phải phòng ngừa ngay từ đầu bây giờ hầu như là mấy lạnh nhà hiếu là mấy lạnh nhật hết đang chờ nó hư mà chờ hoài nó không hư để thay những cái con nó, nó 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 đời mới hơn mà thật sự thì cái con hiếu là xài đời hai lẻ hai lẻ tám mà tới vẫn còn xài ngon <laughs> Mà ngày xưa là mua là mua hàng lướt cũng giống như vậy nha Chứ không có mua máy lạnh mới à, Theo lịch rút công thì mình nghe bảo là mùng 8 mùng 9 này bắt đầu rút công là tuần sau bắt đầu rút công nè Thì à, mình có được mấy con máy lạnh đời mới 2023 Trong thùng mới chưa xài luôn Cũng có anh vận à, tải Trung Thuận ảnh đang à, dặn mấy con với lại tủ lạnh các kiểu Thì à, nó Cái giá nha, mình quên mất tiêu mọi người lâu quá quên tiêu rồi Hey, dạ thôi giờ dạ đi chi tiết cho mọi người xem từng con lại uh, quay cho mọi người xem uh, năm sản xuất và công dụng đi ha. Mọi người thì mình đánh dấu như vậy nè, mình sẽ để nè ha. Con này số 23 thì sẽ đi trùng với lại số 23 của cái uh, cái lốc nóng. Thì nhiều khi để đây thì anh em không hiểu được là cái máy lạnh một cục hả không phải. Cái cục này là mọi người bắt ở trong phòng ngủ nè. Cái này là cục nóng giống như máy lạnh thường mình vậy đó. Thì cục nóng và cục lạnh nha, mình để như vậy để cho nó gọn để quay phim cho nó dễ. Con này số 23 2 ngựa 75 là điện 200V thì máy lạnh của Nhật là hai ngựa trở lên hay là 10 uh, 18.000 BTU á là đã xài điện uh, 220 mọi người ha. Giống như con này là Hitachi này, ha, có mắt liếc đầy đủ. Ơ con này tại sao lại hai camera ta? Con này là Hitachi nè, nè mọi người. Kurashi camera tất cả đều inverter tất nhiên dòng này là phải inverter với lại là full chức năng hết thì mình mới lấy giống như con này là hai ngựa 75, anh em lắp phòng khách hoặc là cái phòng nào khoảng chừng 120, 140 mét vuông là ok con là giá 25 triệu một con ha, bây giờ mình đi hàng ngang đi con này là 2HP cũng Hitachi thì con kia hai bảy con này hb hp thì con này đời đây mọi người, con này đời 26 thì 24 triệu, còn con này đời bao nhiêu vậy? Con này đời 27 cho nên là mắc hơn 1 triệu ha. Mà lớn hơn một tí xíu. Con này là 3HB là điện 200 ha. À, con này, con số 11 3HB. Con này là Mitsu. Hôm nay chỉ như có hai dòng thôi mọi Mitsu giờ có có ba con Hitachi à. Còn như là Mitsu hết, mình là thích cái dòng Mitsu nhất. Trừ khi cực chẳng đã mới lấy tô với lại Hi thôi chứ còn Mitsu là ok với lại thợ mình là chuyên về dòng Mitsu. Mà mấy thì mình xài mình cảm thấy ổn Con <laughs> này là, là 25 triệu mọi người ha Đó là cái số thì mọi người đây ha Số 11 Thì anh em nào chốt thì chụp cái mã số 11 gửi qua cho mình bên Zalo thì mình chốt hàng cho Cái số Zalo thì hiểu để ghi ở dưới góc màn hình rất rất nhiều anh bảo anh ơi cho xin số điện thoại số điện thoại đây số điện thoại đó Con này là số 25 3HB là 25 triệu Một con nữa Con này thì sản xuất đời bao nhiêu đây đời 2015 mà nhưng rất là đẹp nha mọi người con này nó hàng xà lướt đó, cho nên là mọi người thấy không từ cái lưới các kiểu này thấy không rồi cái phên à, à, đồ tùm lum hết là đầy đủ hết rất là đẹp rồi à, con này 18 triệu đời 2017 con này là 175 thì tặng cho em một cục biển ha Hey, anh em uh, xài 110 thì mình sẽ tặng một cục biến là giá 18 triệu full chức năng Inventor hay là Inkator đây một con này 25 triệu đời 2016 camera hồng ngoại 275 này, anh em lắp phòng khách hoặc là lắp phòng ngủ thì phải phòng lớn từ 100, 200, 400, 150 mét vuông thì ok hoặc là anh em lắp phòng ăn nè phòng khách nè hoặc là phòng ngủ tập thể lớn hoặc phòng hát karaoke hoặc là phòng xem phim gì các kiểu thì ok những con 2753 cho tới là 5 bốn đó thì anh em lắp những cái phòng lớn giống như con kia 3.5. Bây giờ giới thiệu từ con đi. Con này là con số 5, điện 110 thì mình cũng tặng một cục biến điện luôn ha là 17 triệu. Con này đời 2, 18 con này đời cao nè. Lia. Mình dán cái giấy như vậy nè, cái số tiền ở đây thì tối nay anh em chốt hàng thì mình sẽ ghi xuống thợ ở đây đó ha để cho dễ nhớ ly phun chức năng khử khuẩn khử mùi ha tự động vệ sinh các kiểu còn con này là 3.5 là ba người rưỡi số 15 con này 27 triệu nay giờ mới lạnh quá trời mới lạnh không có hàng hóa gì cho mọi người con này á là 3 HB số 14 26 triệu đời 26 mấy con này mọi người xài 15 năm 20 năm nữa vô tư tại riêng cái dàn lóc thì cực ngon cực đẹp ha ống là ống đồng hết mọi người bao mọi người luôn rất là xịn sò nè mình kiểm tra và thợ nhốt ra là hết giờ quấn bịch là những cái đầu đừng cho cát nó vô á à, bữa trước thì có một trường hợp là gửi về cho anh kia ở dưới tiền giang thì mấy ông thợ ở dưới quê mấy ảnh làm á khi mà anh lắp cái ống chỗ đầu con này ảnh không có chịu thử mọi người nguyên tắc thì mọi người uh, khi mà lắp á, anh em thợ sẽ hiểu là phải bỏ một miếng xà bông rửa chén xong rồi lấy cái uh, bông rau bảng á, quậy đều lên xà bông lên và thử vô cái này thử rồi nó có xì mọt hay không thì vô tình uh, ảnh ở dưới là ông thợ thì nhiều khi nói thì không phải đụng chạm anh em thợ thì uh, buồn thì mình thật sự xin lỗi là tại vì thợ mình nói có sao mình nói vậy thợ làm ẩu quá là xì hết da luôn mọi người thì anh bảo ổn hiếu hồi nãy bật lên rất là lạnh lạnh rất là ngon mà sau hai ba tiếng sau nó hết lạnh bây giờ nó chạy nó nóng không à? thì thợ mình mới điện thoại hỗ trợ cho ảnh thì qua hôm sau thợ mình có chạy kiểm tra chạy qua kiểm tra thì bị mấy ổng xiết nó bị xì chỗ này và nó bị bể luôn cái cái lắc co cái con lắc co luôn hơn là ảnh phát hiện và ảnh không cho chạy để chạy mà khi mà xì hết da như vậy nó nóng và nó rất là dễ bị gớt lóc nha mọi người rất là dễ hư lóc cho nên khi mà anh em lắp thì anh em nhớ nhắc anh thợ là kiểm tra những cái mối ráp đó đó nó có xì bọt tim hay không ha là lấy cái xà bông rửa chén có miếng giải hoặc là một cái miếng bông lau bảng để anh em phủ lên cái là biết liền cho nên là phải kỹ một tí xíu mình cũng nhắc nhẹ anh em thợ làm thì có tâm một tí chứ không phải là mà mình thì cũng không bổ đồng là hết là anh em nào ẩu hoặc anh em nào kỹ hết nhưng anh em làm vì một cái tâm tí xíu chứ không phải là anh em làm xong rồi cứ về lấy tiền vài, vài vài trăm ngàn như vậy thì cũng tội cho chủ nhà Rồi quay trở lại công việc Thì uh, con này là số 21 2 ngựa 75 uh, Sản xuất đời 26 Thì con này là 25 triệu Con này cũng 25 triệu mấy ngựa đây Mitsu cũng 25 triệu luôn nè Con này là 2HP con này đời cao hả Đúng rồi con này đời 28, ơ vậy là con này cái chị Trinh uh, ở ngoài uh, Lăng cô huế lấy con này tí đem vô đánh dấu của chị chứ được. bán chị nó chiều nay chị mới dặn xong Chiều hiếu già thì cũng được đẹp mọi người ha chị trinh huế đó Ờ, uh, sáng nay anh Kim cũng mới điện bảo là Hiếu kiếm anh một con máy lạnh ba ngựa tới bốn ngựa để anh lắp phòng khách mà bây giờ có rồi mà quên mất tiêu số tội rồi anh coi clip có gì điện lại sớm cho em nha tại hôm nay 27 28 con máy lạnh này cho nên chắc chắn là anh sẽ mua được một con ổng mua điện mình điện luôn không? mấy lần gì rồi mà vẫn chưa mua được cái máy lạnh rất là nhiều người bảo là, trời ơi, muốn mua hàng Hiếu khó quá thật sự thì không phải là khó mà tại vì hàng đẹp mọi người lên nhiều bán hết nhiều con này là 28 triệu 3.5 HP mọi người lắp con này phòng khách ngon lành luôn nè tiết kiệm điện nè ha xài uh, lạnh rất là nhẹ nhàng không có bị uh, lạnh buốt không bị lạnh hổn và cảm thấy rất là rất là dễ chịu không khó chịu giống mấy lạnh thường con này là 2HB số 20 này quá trời mới lạnh anh em nhiều sự lựa chọn luôn ha con này 26 hầu như 26 27 18 nhiều nhất con này là 275 số 17 con nào cũng đẹp như nào không tì vết nha riêng bên Hiếu là cái nhựa này là zin hết 100% nha mọi người không hề sơn nha zin hết anh em nào bảo là ở ờ, cái nào sơn trả về lại không những cục cục nóng là mọi người thấy không có chày chày chua chua đi xíu nhưng riêng cái cục lạnh là để trong phòng kể cả anh em để phòng khách phòng ăn hoặc là phòng ngủ gì đó thì mình phải lựa những cái con nó đẹp nhất có thể trắng muốt luôn ha đẹp tưng từng từng đẹp không tì vết không, mọi người để mà những cái máy lạnh mà Uh, nội địa mà xài rồi xài lướt mà đem về mà được không có dấu chày gì hết như vậy thì cũng khá là khá là hiếm nha mọi người nha con này là 275 con này là 25 triệu con này là 27 cái thông số là hiển thị ở đây uh, cái nhiệt độ đây là camera để quét nó là trong trong khu vực nào mà nó không đủ lạnh nó sẽ uh, thổi hơi lạnh lại cho đó cho nó 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 lạnh con này là số 13 HP 26 triệu 26 con này cũng 26 triệu đời 26 là mấy HP đây cũng 3 HP hai con giống nhau trời sinh một cặp con này 25 triệu đời 26 con này chắc 275 quá 3 HP nữa đúng ra là phải ba con này bằng giá chứ sao lại con này là 25 cái này chắc ghi tính bị lộn giá mọi người đúng rồi con này phải 26 anh em thông cảm nha Dạ, cảm ơn anh Chính Dạ 26 Con này nãy là còi đọc thông số bị lộn Cho nên là ghi lộn giá 1 triệu Con này là 29 triệu là 4 HP Con này, này em lắp phòng khoảng 140, 160, 170 mét vuông 180 mét vuông Cho quên 1 mét khối quên Là tính là mét khối Là máy số 3 4 HP này lắp phòng ăn hoặc phòng khách gì đó ok luôn con này là số 12 3HB là 25 triệu con này là 1 1.5 16 triệu con này là đời nhiêu vậy đời 26 anh kia mới bảo là, là mua cho con gái ảnh mà giờ hôm nay anh coi kịp thì chắc lấy một trong những con này anh bao phòng bé nó chừng 25 mét vuông thôi thì 25 mét vuông thì nhân cho chiều cao cho 3 mét mọi người thì tầm khoảng cỡ 75 mét khối thì anh em lấy một người rưỡi chạy ok Bao lạnh, ngon, không lạnh chả hiểu hiếu già Con này con số 8 2HP, 22 triệu Con này 24 triệu Đời 26 2.75 Rồi ờ, con này Con này là 26 triệu Đời 27 2.75, à mắc hơn con kia 2 triệu đúng rồi, tại vì con này lớn hơn Ê, Không, con này đời cao hơn thôi con này đời cao hơn 5, con kia 26, con này 27. Còn con này là 25 triệu. 2.75 con số 13. Rồi hết máy lạnh anh em. Nhớ nha, có số có hình ảnh chụp gửi qua Zalo hiểu. Ba con cưa cuối cùng trong một lô cưa Estin 15 cây mà hiểu mua 024 là 5 triệu một con. Bao người là đẹp. Xích lớn làm zin, nói chung là mình là bán là bán đồ zin hết mọi người. Ê, con này lại sao lại mất USA nè. Làm USA mọi người. Ơ con này hay vậy? Nè, lòng đứng nè. Vậy là con này là của Mỹ. Còn con này là con này là hả? À. con này chắc của Mỹ luôn. Rồi. Làm con này đâu rồi? Nó À con này là của Red Money là của Đức. Đây, con này cũng rực mấy luôn Không phải, hình như con này của Mỹ luôn mọi người Cái tem này là của Mỹ nè Cái tem mà có hai cái này là của Mỹ Cái này là của Đức ha. Một con là 5 triệu, bao mọi người zin anh em bảo là cái nào lô trả lại cho Hiếu Hiếu đền tiền Và trả luôn tiền ship Anh em yên tâm Rồi con này Shibura Hơi bị ghê nha, con này là mọi người biết sao không? Chạy bằng cát nước Shibura 651 Bình xăng là bằng inox rồi Pha nhớt tự động Két nước chạy giống xe hơi mọi người Ây da Ây da Đó ha Nước này là nước zin nha Mình không có chăm chiếc gì cho mọi người để như vậy Khi mọi người chạy là sẽ làm mát cái nước Và nó giống như xe hơi cho nên là khỏi cần phải nước vô cũng chạy được bình thường Và khi anh em nổ máy thì anh em nhớ đổ cái nước này vô đây nha cho nó, nổ lâu quá, nó bị nóng, nó vậy nó cháy cái phốt Con này hoàn toàn chưa có sử dụng Cái bô mà chưa có dấu chấm xét, mà cái chân chưa một dấu chấm xét Đẹp không mọi người, đẹp kinh khủng đẹp Cái hút chân không nó to, trà bá lửa luôn ha Zin luôn ha Thì con này á là Khoa nhất từ đồng đây nè mọi người Cái này là cái bình nước để làm mát Đổ là tới đây, khi nó thiếu là tới đây Cái này mình đổ thêm tí cho mọi người ha cái này là nhớt để nuôi hút chân không và cái này nhớt là để dành pha vô máy à. sao nhiều người gọi vậy cái này thì anh em về xài thì hơi bị ngon đó nha quá đã luôn à, thì máy chữa trái thì bao giờ là muốn anh em là phải xài đâu thật sự thì Bán cho anh em để cho anh em ấy thôi chứ còn không có để cho anh em là phải xài anh em nhớ nha Cái uh, là cái ống nữa kìa. có cái ống 3 chiều rưỡi nè Hôm nay nhiều anh em hỏi ống này quá Ống này còn đẹp ghê 3 chiều rưỡi Có một con chữa trái Mini Full là full option nha mọi người Được uh, 2 cuộn dây 40 40 là bốn 640 thường thường á là người ta là 15 m 640 ông này là tới 20 m ta. Một cây súng chuyên dụng có chỉnh độ nha, thể mới ghê nha. Một cộng dây hút. Ừ. Ủa con này có cái đèn. Ủa sao được hai cái đèn? Nè mọi người hai cái đèn ha. Cộng dây hút zin. Đây, quá trời người gọi ai vậy ta Con này thì anh em về để dành chữa uh, cháy khu phố hoặc là thành lập uh, uh, tổ liên gia phòng cháy chữa rồi đó con này uh, mình mua thật sự là đà giá cũng đã 15 triệu mọi người chở đi chở về công cán làm nổ rồi uh, các kiểu nữa con này mình xin phép bán 18 triệu lời khoảng chừng chiều rưỡi anh em nào lấy lẽ em đây thôi chứ còn bây giờ tại vì đồ nó mắc thì mình phải mua nó mắc giống như con này mình mua nó cũng mắc mọi người Đó, con này nè đủ một cây súng chuyên dụng nha một cuồng ống hút hai cuồng dây xịt Ấy, đúng rồi ống 65 chứ ống này sau 40 ống 65 mới được lợi bỏ lộn rồi à, hai cuồng ống 65 và một lăng chuyên dụng một cây lăng này giờ mọi người mua anh em nào mua được 5 triệu mới sợ cái lăng này bây giờ hơn 5 triệu không mọi người ghê không? cái lăng và tiền không gọi là một ống tiền á nè ha cái lăng anh em chỉnh độ được chỉnh gom chỉnh xòe các kiểu là điểu gì đó ha dây hút à, có đồ tủ để phụ kiện nguyên một chiếc xe kéo máy ra bit 503 đề kéo e bơm xăng vô ha cái này là để đổ nhớt để nuôi cái hút chân không đây là giật rồi xong chỉ vậy thôi không có gì hết. Cái ống này thì phải thay cái đầu nối nhanh của 65 vô Cái này giữ lại cái này Dây hút Có dây hút bỏ vô đó Nguyên một bộ cơm lê Nguyên một chiếc xe kéo 29 triệu Con này thiếu cái còi uh, bằng cơm Ủa sao lại có cái ống này đây vậy chàng Tại sao Đó Có là con này là Đầy đủ bộ Cái bô còn mới kem Bô lửa còn mới lắm mọi người 29 triệu anh em ha đúng một con một à, với lại một con máy chữa trái siêu to khổng lồ mọi người con này là 55 triệu con này là tám trăm mấy gần 900 kg mọi người con này là 55 kW đây cái thông số mọi người ha mình sẽ tính sơ sơ cho anh em coi đi bây giờ con này là hồng ga 150 ha À, lưu lượng là 1.900 cho tới là 2007 khối trên phút 27 thì mình lấy bình quân là hai rưỡi đi ha là hai khối rưỡi một phút 2.500 lít mà nhân cho 60 phút thì nó sẽ là bằng là 150 khối 1 giờ và có thể hơn Tại vì quan trọng là anh em đẩy gần hay để xa à, 55 kw là đây ha cột áp là cao nhất là 88m vải trưởng cơ yeah, và con này cốt inox nha. À, con này sử dụng điện 3 pha 380, hồng ra 150. Quá ghê gớm. Con này em về lắp hệ thống phòng cháy chữa cháy nè. À, bơm à, tưới, con này bơm tưới thì quá hớp rồi. À. Bơm lên bồn, bơm lên bể thôi Chứ để bơm tưới thì ống nào mà mà ra mà to 150 ghê gớm vậy. Thì ở trong đây á là ở đây là xài bạc đạn này ha đầu xài bạc đạn đây là xài bằng cái phốt mà cái loại ali nhân mọi người nó giống như cái ron bô á khi mọi người bỏ vòng tròn vô nó giống như một thợ dây thừng á thì mọi người cắt và nhét vô đó ở đó là có rồi khi mà xài lâu anh em nhích nhẹ vô một tí nhích nhẹ vô một tí ha nè nhích nhẹ vô đây tí nhích nhẹ tí có là nó bị mòn á khi anh em nhích mà cái này sát đây thì gỡ này ra thay vô con này 55 triệu trời con này gì mà tám với trăm ký ghê không vải trưởng không đây chưa đấu điện nữa mọi người 2 4 6 6 này ra 12 giây. 38. Thường thường á mấy cái này á là bên Nhật là họ sợ sẽ xài 3 pha 200 và họ xài đề 3 2 cấp. Cấp thứ nhất và thêm một cấp chạy nữa. Rồi con à, hỏng gà anh em á là hỏi cái đầu bơm không để về để gắn cái máy dầu vô thì đây. Hôm nay có một con, 1 2 3 con thì thông số này nè anh em về lắp cái máy dầu lên ha có cái đầu uh, nối cái cái gọi là cái cái khớp cao su này nè nhiều người gọi quá mọi người con này á thì uh, đây đọc thông số cho mọi người nghe ha con này là tôi chậm nha tua 1 ngàn rưỡi đẩy cao là 46 m mét lưu lượng 700 lít con này bao nhiêu kW đây? 15 kW là 20 ngựa. 20 ngựa thì anh em kéo máy từ 30 cho tới 40 ngựa máy dầu ha hay là 30 đến 40 HP tua ngàn rưỡi thì ok ngon lành con này thường thường á nó sẽ có một cái ống để gọi là ống nước trả hồi thì mình sẽ đấu cái ống lại cho mọi người ha ống này nè đó khi mà mọi người nó bị gãy về vận chuyển mình sẽ lấy khúc gãy này ra rồi mình sẽ nói lại thì khi mà vận chuyển á thì nó hay gì gãy cái này thì mình xử lý mới được dễ không gì khó không có gì khó chỉ sợ là lồng không có bền thì khi mà mọi người bơm mà trong cái đường ống nó lưu lượng nó cao thì sẽ trả ngược lại thì bên cái này sẽ trả ngược lại giống như cái hồi của cái cái hồi của cái máy rửa xe mọi người còn em không cần thì cứ bít hai đầu lại rồi thôi xong vậy đó đơn giản mà ống ra có sẵn rồi nè đầy đủ con này là 18 triệu còn con này hơi xấu hơn nó xíu là 16 triệu nguyên đế nguyên khung luôn nha nhưng bao mọi người là không xì không dễ nha cốt inox đàng hoàng nha rồi thông số này đọc cho mọi người cũng 15 kW. Đó. Đó. Tua là 1500, chiều cao maximum là 64 m. Thì thấp nhất là 49 m và hỏng ga là 100. 0.71 mét khối trên 1 min là 700 700 701 thì cũng cầm khoảng nếu mà 700 700 nhân với 60 bằng cũng 40 mấy khối một giờ mọi người mà những cục áp con này cũng khá là cao nha 6 mấy mét lận á đó. đó là đẩy chiều đứng nha còn em đẩy chiều xa thì vô tư một hai cây số rồi thoải mái còn cái con này là siêu to khổng lồ cái đế ngồi đẹp ghê đó con này là 22 kW tương đương là 30 ngựa cột áp cao là 87 m dòng tua là 1.500 rưỡi 700 lít ớ cũng bằng con kia nhưng con này cột áp nó cao hơn tại nó cao tới 87 m. Nó nhiều tầng cánh hơn, nó gọi là nhiều sò. Cốt inox ha, bạc đạn. Đầu này cũng xài bạc đạn luôn. Ngon lành đấy con này thì anh em về đẩy thì vô tư rồi. À, nếu mà 40 con này là 22 kW là à, 22 kW là 30 ngựa thì anh em đẩy cái máy khoảng cỡ 6 70 HP thì nó phải gấp đôi nha. Có nghĩa là nguyên tắc về cái máy thì nó phải gấp đôi cái thông sức của motor thì khi mà motor á mọi người bật lên là nó đã đạt cái công suất cực đại của cái motor rồi còn khi mà cái động cơ nổ thì anh em cho chạy 50% phần trăm động cơ thôi thì mới đạt được cả đó ha cho nó bền rồi thì chỉ vậy thôi nay máy lạnh nhiều anh em tha hồ mà lựa chọn ha cảm ơn anh em rất là nhiều hẹn em gặp lại cái clip gần đây nhất nha anh em nha bye bye